Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ với người tị nạn, Ngài nói rằng, sợ hãi là căn nguyên của chế độ nô lệ và độc tài. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tại trung tâm Fraterna Domus ở ngoài Roma. Thánh lễ khai mạc đại hội giải thoát khỏi sợ hãi. Hiện đại hội đang tổ chức những người giúp đỡ chào đón người di cư. Thánh lễ còn có sự tham dự của những người di cư và tị nạn từ trung tâm Astali. Đây là một tổ chức có trụ sở tại Roma. Mỗi năm họ hỗ trợ khoảng 21.000 người để giúp họ lấy lại phẩm giá, sự tự tin và mơ ước. Các bài đọc trong thánh lễ gợi lại những người di cư Israel và họ đã kinh hoàng như thế nào khi người Ai Cập đuổi theo họ. Mô-sê đã kêu gọi người dân đừng sợ, và Đức Thánh Cha Phanxicô cũng vậy khi Ngài yêu cầu mọi người đừng từ chối người nhập cư. Đức Thánh Cha Phanxicô nói, hôm nay Chúa nói với chúng ta và yêu cầu chúng ta, hãy để người giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi. Giải thoát khỏi sợ hãi là chủ đề được các bạn chọn cho hội nghị. Giải thoát khỏi sợ hãi. Sợ hãi là cội nguồn của chế độ nô lệ. Người Israel thích làm nô lệ vì sợ hãi. Nó cũng là căn nguyên của mọi chế độ độc tài. Đức Thánh Cha Francisco còn nói, khi một người tự giam mình trong nỗi sợ hãi của bản thân là họ đang từ bỏ vùng đất tự do để trở về chế độ nô lệ của Ai Cập. Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp trong bài giảng, sự tự rút lui này là một dấu hiệu của sự không tin tưởng, làm tăng nỗi sợ hãi của chúng ta về người khác, về những người chưa biết, những người bên lề, những người xa lạ. Họ là những người có đặc quyền của Chúa, như Matthew đã nói trong chương 25. Ngày nay, điều này đặc biệt chú ý với sự xuất hiện của người di cư và người tị nạn gõ cửa chúng ta để tìm kiếm sự bảo vệ, an toàn và một tương lai tốt hơn. Sau bài giảng, các đại diện của trung tâm đã trao cho Đức Thánh Cha Francisco bức tranh với hình ảnh Chúa Giêsu giải cứu Phêrô khỏi nước. Hình ảnh này tượng trưng cho Chúa Giêsu cứu Phêrô, người đang chìm trong nước và bảo ông đừng sợ. Trước khi chia tay, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc mà những người tại trung tâm này đã thực hiện. Đức Thánh Cha Francisco nói, tôi cảm ơn tất cả những việc làm của anh chị em. Nhiều bước nhỏ là những bước lớn trong lịch sử. Ngài chào tạm biệt những người bệnh ngồi ở ghế hàng đầu và một số thành viên của trung tâm trước khi quay trở lại Roma.